Ngủ ít có thực sự giúp bạn thành công hơn? Có lẽ bạn đã từng nghe qua câu nói, tôi sẽ ngủ khi tôi chết. Những câu châm ngôn đại loại như vậy là biểu tượng cho một quan niệm phổ biến của người Mỹ rằng giấc ngủ chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc và lười biếng. Ngày nay, nhiều người thậm chí còn truyền tai nhau câu nói, ngủ ít để thành công. Ngụ ý khuyên con người đừng quá chú trọng vào việc ngủ. Thay vào đó hãy cật lực làm việc khi còn có thể. Nhưng rốt cuộc, ngủ ít có thực sự khiến chúng ta thành công hay không? Và ai là người đã truyền bá tư tưởng này? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Benjamin Franklin đã khởi xướng lý thuyết về giấc ngủ. Để trả lời câu hỏi ai là người đã truyền bá tư tưởng ngủ ít để thành công, chúng ta sẽ phải quay ngược về thế kỷ 18. Thời kỳ đó, Benjamin Franklin chính là một trong những người Mỹ đầu tiên đưa ra lý thuyết về giấc ngủ. Trước khi trở thành một chính trị gia, Franklin là một nhà phát minh, nhà báo kiêm nhà văn. Một trong những ấn phẩm nổi tiếng nhất của ông khi ấy là Poor Richard's Almanac, tạm dịch là biên niên sử của Richard Nghèo. Trong tác phẩm này, Franklin đã sáng tác các bài thơ, tục ngữ và cả những lời khuyên hữu ích dành cho những người định cư ở Mỹ vào đầu những năm 1730. Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Benjamin Franklin trong cuốn sách ấy vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay. Đi ngủ sớm, dậy sớm làm cho con người khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan. Năm 1735, khi công bố lời khuyên này, ông đã cảnh báo mọi người rằng việc dậy muộn sẽ chỉ khiến chúng ta trở nên rối bời bởi vì chúng ta phải cố gắng bắt kịp thời gian đã mất. Thật ra, thói quen ngủ của Franklin khi ấy tương đối bình thường. Ông kết thúc ngày làm việc của mình vào lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 5 giờ sáng. Nhưng thời gian trôi qua, thái độ của Franklin đối với giấc ngủ ngày càng trở nên cực đoan hơn. Trong suốt những năm 1740, ông liên tục đưa ra những câu châm ngôn khuyên mọi người đừng lãng phí cuộc đời của mình bằng việc ngủ. Thậm chí, ông còn cực đoan tới mức nói với mọi người rằng họ sẽ được ngủ thoải mái khi chết đi. Sau đó, quan niệm chống lại giấc ngủ của Franklin đã được John Calvin ủng hộ. Chính vì vậy mà Franklin vô cùng ngưỡng mộ nhà cải cách tinh lành này. Khi Calvin qua đời ở tuổi 55, Franklin đã phát biểu trong điếu văn rằng Calvin thực sự đã sống lâu hơn nhiều người bởi ông ấy lãng phí rất ít thời gian cho việc ngủ và lười biếng. Thomas Edison đã quảng bá cho văn hóa không ngủ của Mỹ. Thomas Edison là hình mẫu điển hình cho người Mỹ thời kỳ đầu và ông cũng chính là người đã góp phần thúc đẩy nền văn hóa không ngủ ở quốc gia này. Đầu tiên, bằng cách giới thiệu bóng đèn điện, Edison đã biến ý tưởng làm việc xuyên đêm trở thành một lựa chọn thực sự khả thi. Với tư cách là người sáng lập General Electric, Edison có hàng triệu lý do để muốn nhân viên của mình tin vào việc ngủ ít là rất tốt. Ông đã quảng bá những lợi ích của việc không ngủ bằng cách tỏ rõ thông điệp ngủ là một sự lãng phí thời gian. Thái độ ủng hộ ngủ ít cũng ảnh hưởng đến cách thức tuyển dụng của Edison. Ông chỉ chọn những nhân viên sẵn sàng thức khuya và có khả năng làm việc trong một khoảng thời gian kéo dài. Báo chí nhanh chóng bị cuốn hút bởi câu chuyện thành công của Edison và sẵn sàng truyền bá thông điệp của ông. Trong ấn bản năm 1878, tờ Chicago Tribune đã miêu tả đức tính làm việc không mệt mỏi của Edison như sau. Ông ấy thức trắng đêm, chỉ nghỉ ngơi trong 2 hoặc 3 giờ mỗi ngày để lấy lại năng lượng. Không khó để mọi người thấy rằng những phát minh thành công của Edison đa phần đều liên quan đến tư duy không ngủ của ông. Chẳng hạn, vào năm 1879, Edison đã cải tiến bóng đèn bằng cách tạo ra một dây tóc bền hơn và có tuổi thọ cao hơn, một phát minh đòi hỏi ông và nhóm của mình phải làm việc nhiều đêm không ngủ. Danh tiếng của Edison càng được củng cố khi vào năm 1885, nhà thơ kiêm nhà hoạt động Sarah Bolton đã xuất bản tác phẩm How Success is Won, tạm dịch làm thế nào để thành công. Trong đó, Bolton kể lại khoảng thời gian đặc biệt ấn tượng của Edison, làm việc liên tục 60 giờ và một ngày làm việc của nhà phát minh này có thể kéo dài tới 18 giờ liên tục. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sách tinh gọn.com.
những người thành đạt đã thúc đẩy cuộc chiến chống lại giấc ngủ. Những năm 1980 là giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế toàn cầu. Chính vì thế, xã hội rất cần những người có khả năng làm việc nhiều giờ liên tục. Thêm vào đó, trong giai đoạn này, các nhà tâm lý học và nhà khoa học còn tuyên bố rằng ngủ ít thực sự rất có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, các nhà báo cũng ủng hộ quan điểm này. Họ tích cực tìm kiếm những dữ liệu khoa học để chứng minh. Đến năm 1979, một cuốn sách của Everett Maudlin đã được xuất bản, mang tên Ngủ ít hơn, sống nhiều hơn. Nó chứa đầy những lập luận chống lại nhu cầu ngủ 8 giờ mỗi đêm. Chưa dừng lại ở đó, vào năm 1981, nhà tâm lý học Ernest Hartmann còn đưa ra kết quả nghiên cứu cho rằng những người ngủ từ 6 tiếng trở xuống thường tràn đầy năng lượng, có năng lực, thành công và hạnh phúc hơn. Thậm chí, ông còn khuyến khích mọi người nên tập cho mình thói quen ngủ ít hơn để đạt được những lợi ích này. Những năm 1980 là thời kỳ vàng son của những nhà kinh doanh nổi tiếng và một lần nữa họ đã góp công thúc đẩy lối sống chống lại giấc ngủ của người Mỹ. Một trong những ví dụ điển hình là CEO của Walmart, Samuel Walton. Ông nổi tiếng với các cuộc họp nhân viên lúc 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Trước đó, ông sẽ thức dậy lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị bằng cách xem xét tỉ mỉ số liệu bán hàng. Những phương pháp của Walton đã xuất hiện trong cuốn sách Tìm kiếm sự xuất sắc của tác giả Tom Peters. Theo đó, một trong những chiến thuật tạo động lực nổi tiếng của Walton là xuất hiện tại các trung tâm phân phối của Walmart lúc 2 giờ 30 sáng để làm nhân viên ngạc nhiên. Một ngày làm việc bình thường của ông bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng, kết thúc khi đồng hồ điểm nửa đêm. Và trước sự thành công rõ ràng của Walmart, các giám đốc điều hành trên khắp Hoa Kỳ đã noi theo gương của ông, dành tới 90 giờ để làm việc mỗi tuần. Một nhân vật nổi tiếng khác ủng hộ cho tư tưởng ít ngủ chính là Donald Trump. Trong cuốn sách Trump The Art of the Deal, tạm dịch nghệ thuật đàm phán, ông đã đưa ra những yếu tố cốt lõi cho công thức thành công của mình. Và một trong số đó là làm việc chăm chỉ và ngủ càng ít càng tốt. Trump nhấn mạnh, bí quyết chiến thắng đối thủ chính là dậy sớm hơn họ. Sang cuốn sách Trump Think Like a Billionaire, tạm dịch nghĩ như một tỷ phú, ông thông báo lịch ngủ của mình đã giảm xuống còn 4 giờ. Từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Thiếu ngủ nguy hiểm như thế nào? Thiếu ngủ đã từng là một hình thức tra tấn được ghi nhận vào thế kỷ 15. Và ngày nay, hàng triệu người trong chúng ta đang tự tra tấn mình theo đúng nghĩa đen. Chưa biết ngủ ít có giúp con người thành công hay không, nhưng khoa học đã chứng minh ngủ không đủ giấc vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của các vấn đề sức khỏe thể chất và tâm thần. Ở phương Tây, bệnh tim mạch đang trở nên cực kỳ phổ biến. Chi phí điều trị căn bệnh này đã khiến ngân sách chăm sóc sức khỏe của nhiều quốc gia rơi vào trạng thái thiếu thốn. Nhưng ít ai biết rằng chăm sóc giấc ngủ là một trong những phương pháp chữa bệnh tim hiệu quả và rẻ tiền nhất. Hãy xem xét một thí nghiệm được tiến hành vào năm 2011. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu hơn 500.000 người từ 8 quốc gia khác nhau, bao gồm mọi giới tính, lứa tuổi, sắc tộc. Họ đưa ra kết luận rằng thiếu ngủ sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc tử vong vì bệnh tim mạch lên đến 45%. Một nghiên cứu khác lại tiến hành theo dõi những nam giới Nhật Bản đã làm việc miệt mài trong suốt 14 năm. Họ phát hiện ra rằng, so với những người lao động có chất lượng giấc ngủ tốt, những người ngủ từ 6 tiếng trở xuống mỗi đêm có nguy cơ bị ngừng tim cao hơn bình thường khoảng 500%. Mối liên hệ giữa việc thiếu ngủ và bệnh tim mạch bắt nguồn từ huyết áp. Bất cứ khi nào bạn ngủ không đủ giấc, áp lực trong tĩnh mạch sẽ tăng lên. Có thể mất một khoảng thời gian để bạn cảm thấy tác hại của tình trạng này. Nhưng các thành mạch máu của bạn đang dần bị kéo căng và bị tổn thương. Huyết áp cao chính là nguyên nhân gây ra khoảng 7 triệu ca tử vong mỗi năm. Nếu hỏi một người bị chứng mất ngủ xem căn bệnh này đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của họ, bạn sẽ nhận ra giấc ngủ quan trọng như thế nào đối với con người. Nhiều khía cạnh của giấc ngủ có thể vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận. Giấc ngủ vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến tâm trạng, năng lượng, trí nhớ và chức năng nhận thức. Tóm lại, giấc ngủ thay đổi mọi thứ. Nhiều doanh nhân, nhà khoa học và các chuyên gia tin rằng ngủ ít là một đức tính đáng được tôn vinh và là một trong những chìa khóa dẫn đến thành công trong thế giới kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, ngủ ít chỉ là một di sản đáng buồn của cuộc cách mạng công nghiệp mà thôi. Trước khi muốn thành công, chúng ta phải khỏe mạnh. Hãy coi trọng giấc ngủ của mình. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!